bảy thứ mấy gã giàu có hay khuyên nhưng họ chẳng bao giờ làm những lời khuyên nào anh em hay nghe từ những người đàn ông giàu có anh em nghĩ sao nếu tôi nói rằng mặc dù họ thường khuyên như vậy nhưng họ lại làm ngược lại không phải vì họ nói dối mà đơn giản họ nghĩ rằng lời khuyên đó phù hợp hơn với đại đa số mọi người và một vài lời khuyên khác họ chưa nói chi tiết đây là bảy điều đó một gửi tiền tiết kiệm người giàu không tiết kiệm đơn giản vì họ có quá nhiều tiền đó không hẳn là một lý do sự thật là bởi vì họ cho rằng tiết kiệm không phải là một quyết định tài chính thông minh nếu ở đức anh em không những sẽ không được nhận lãi mà còn phải trả thêm tiền nếu muốn gửi tiết kiệm ở ngân hàng lợi ích duy nhất từ việc tiết kiệm là dạy cho các ông cách chủ động lên kế hoạch cho bản thân những gã đàn ông giàu có họ không tiết kiệm họ dùng tiền để đầu tư hai cắt giảm chi tiêu đây cũng là một trong những lời khuyên được nghe nhiều nhất khi ai đó hỏi về cách để trở nên giàu có nghe cũng có vẻ hợp lý nhưng không cắt giảm chi tiêu khiến bộ não của chúng ta suy nghĩ rằng bản thân mình đang có một cuộc sống tệ hơn bình thường dẫn đến nhiều hệ lụy lâu dài như sự căng thẳng và góc nhìn tiêu cực chưa kể nếu anh em đã có một cuộc sống tối giản và không thể cắt giảm một khoản nào nữa thì sao ba đừng rước vào người những khoản nợ người nghèo cố gắng thoát nợ trong khi đó người giàu lại cố gắng có thêm nhiều nợ nhưng những món nợ trong hai trường hợp này hoàn toàn khác nhau Người nghèo tìm đến những món nợ để chi trả cho những nhu cầu hàng ngày hay nói cách khác là lấy nợ để trả nợ trong khi đó. Người giàu tìm đến những món nợ như một cơ hội đầu tư thông minh nghĩa là dùng tiền để tạo ra nhiều tiền hơn và họ hưởng lợi phần tranh lệch một ví dụ đơn giản cho anh em thấy. Người giàu nợ một tỷ để mua một mảnh đất và sau đó họ bán ra được với giá một tỷ rưỡi, sau khi trừ khoản nợ, các khoản lãi và chi phí, họ có trong tay 400 triệu bốn hãy đi học chúng ta không phủ nhận những kiến thức từ sách vở nhưng chúng ta cũng không thể chối cãi rằng học từ kinh nghiệm thực tiễn hiệu quả hơn nhiều học từ sách vở lời khuyên hãy đến trường là một lời khuyên an toàn nhất dành cho phần đông tất cả nhưng nếu các ông có hướng đi khác có niềm tin có bản lĩnh và cảm thấy việc đến trường không dành cho mình cứ thử năm hãy có một công việc thực tế những người giàu không giàu lên nhờ việc đi làm hàng ngày ông nào đang đi làm thì cũng hiểu thường người ta giàu vì đầu tư hoặc có một công việc kinh doanh riêng hay còn gọi là làm chủ, có thể những người giàu đã từng đi làm nhưng đi làm để lấp đầy kinh nghiệm, kiến thức. Chứ đừng đặt mục tiêu đi làm để trở thành tỷ phú triệu phú, đây là điều mà các gã giàu có chưa nói với chúng ta. 6. Hãy đặt chứng vào nhiều rổ chúng ta đã có quen với câu nói này từ những bài học về sự giàu có, hãy chia tiền của mình ở nhiều nơi, đừng dồn tất cả vào một nơi, nhưng thực tế. Ngoài những chuyên gia về đầu tư thì ít người giàu nào làm chuyện đó lắm, những gã giàu có thường thích đặt hết trứng vào một rổ và bảo vệ chiếc rổ đó bằng một hàng rào sắt thép vững chắc warren buffett đã nói như vậy bởi vì họ hiểu mình đang để tiền ở đâu và sẵn sàng đánh đổi chi phí cơ hội cho nó những người mà giàn trải hết số trứng vào nhiều rổ khác nhau thường là những người không biết làm gì với tiền của mình ví dụ đơn giản thế này có người giàu vì bất động sản có người giàu vì đầu tư chứng khoán tất nhiên người giàu vì bất động sản vẫn có thể đầu tư chứng khoán nhưng trọng tâm số chứng của họ vẫn nằm ở bất động sản bảy hãy nghỉ ngơi người giàu luôn khuyên chúng ta rằng hãy đi du lịch đi hãy nghỉ ngơi đi hãy thư giãn đi nhưng họ không nói với chúng ta rằng khi đi du lịch hãy tìm kiếm những cơ hội kinh doanh ở nơi đó họ không nói với chúng ta rằng hãy luôn có những nguồn thu nhập thụ động để dù bạn có đi du lịch thì vẫn có tiền